Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thông tin trước phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã tác động gia đình, người thân nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Và trước đó, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng luôn khẳng định mình bị oan tại phiên tòa sơ thẩm, quan điểm của đại diện viện kiểm sát cho rằng trong suốt quá trình điều tra tại phiên tòa, bị cáo Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, cựu điều tra viên đã kháng cáo toàn bộ bản án, tiếp tục cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đột ngột thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hoàng Văn Hưng cũng tác động gia đình, người thân bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án và xin được xét xử vắng mặt. Trước đó Hoàng Văn Hưng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản 800.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 18 tỷ đồng. Ngay từ giai đoạn điều tra đến những ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng luôn khẳng định mình bị oan.